Thưa quý vị, cần, kiệm, liêm, chính là 4 yếu tố cơ bản hình thành nên phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Kiệm, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, và chính người là tấm gương tiết kiệm cho tất cả noi theo. Vậy nhưng hiện nay có những cán bộ đảng viên đã không nghiêm túc thực hành tiết kiệm mà có những hành vi việc làm phản cảm, gây dư luận xấu, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, từ đó tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng, bôi nhọ, nói xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, trời có 4 mùa, xuân hạ, thu đông, đất có 4 phương đông tây nam bắc, người có 4 đức, cần kiệm, liêm chính. Thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Trong đó hiểu về đức kiệm theo tư tưởng của Bác chính là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, bất kể tiền bạc của cải đó là của công hay của tư. Về bản chất, tiết kiệm là việc không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc có lợi cho đồng bào, cho tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói rằng tiết kiệm không phải là bùn xỉn. Tức là cái gì đáng tiêu, đáng chi tiêu là phải tiêu mà. Đấy. Cho nên là tiết kiệm phải đi đôi, hiểu bây giờ phải đi đôi cả cái đầu tư cho sản xuất. Có sản xuất thì mới có phát triển. Nội hàm chữ kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng, bao gồm tiết kiệm của cải vật chất, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức dân, tiết kiệm nhân tài, tiết kiệm lời. Nhưng rộng lớn nhất, bao trùm nhất là tiết kiệm của dân, sức dân. Đây là vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội bởi có những công trình hàng trăm tỷ xây xong bỏ hoang, những trụ sở làm việc quá to so với nhu cầu, những dự án treo kéo dài hàng chục năm, bào mòn của dân, sức dân, khiến người dân không khỏi hoài nghi về lương tâm và trách nhiệm của người cán bộ. Nào là tượng đài, nào là quảng trường, nào là sân vận động, hàng trăm tỷ. Trong khi thì rất nhiều tỉnh là những tỉnh nghèo. Thế nhưng mà họ cứ chạy theo hình thức làm cho thật hoành tráng, thật to lên để thể hiện rằng cái nhiệm kỳ của mình hoặc là những năm mà mình phụ trách thì nó để lại những cái dấu ấn. Nhưng thực ra đấy không phải là dấu ấn. Đi cùng với đó có không ít cán bộ đảng viên có lối sống phô trương với biệt thự nghỉ dưỡng, nhà to, xe sang, đeo đồng hồ tiền tỷ đã khiến cả xã hội rúng động và đặt ra câu hỏi tiền từ đâu ra mà sắm sửa, tiêu xài như vậy. Và đây chính là chỗ kẻ xấu thừa cơ thổi phồng, nói xấu, kích động, gây chia rẽ. Lấy cái sự thật để mà thổi phồng lên, để mà xuyên tạc, làm cho tình hình nó xấu thêm. Trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải nêu cao hơn nữa vai trò của kiểm tra, giám sát để mỗi cán bộ đảng viên biến áp lực thành những hành động thực tiễn. Tuy nhiên, xét cho cùng, thực hành xây dựng văn hóa tiết kiệm, đấu tranh với những biểu hiện của lãng phí, phô trương, hình thức, yếu tố tiên quyết vẫn ở bản thân của mỗi cán bộ đảng viên. Mỗi người phải bắt đầu ngay từ việc thay đổi tư duy với những việc làm cụ thể, thiết thực để góp phần thực hành văn hóa tiết kiệm từ gia đình đến công sở. Bác kêu gọi mọi người tiết kiệm, thì bản thân Bác gương mẫu. Đấy, trong kháng chiến chống Pháp mà Bác đã đề ra 7 ngày mà nhịn ăn một bữa để lấy hũ gạo kháng chiến. Chúng ta đã nghĩ đến các chị nuôi thương Bác thế nào, đề nghị Bác thế nào, vì sức khỏe của Bác thế nào đâu phải sức khỏe của Bác nữa. Mà đến lúc mà đề nghị Bác ăn nhưng mà Bác vẫn từ chối. Như vậy vấn đề lại là bắt đầu từ ý chí của mỗi người, nhận thức của mỗi người, quyết tâm của mỗi người để mà mình thực hiện. Có thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì mới giữ được sự trong sạch, không xa vào những cám dỗ của vật chất và giữ gìn được hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ đảng viên trong lòng nhân dân. Và khi đó thì dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng dân vẫn vững như kiềng ba chân.